Năm 2024 được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá là một năm sẽ có nhiều biến động địa chính trị trên thế giới, gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế thương mại toàn cầu. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức để duy trì được đà phục hồi cũng như tăng trưởng bền vững. Sau đây là ghi nhận của phóng viên từ những nhận định này. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank về triển vọng kinh tế khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, tăng trưởng GDP toàn thế giới đang chậm lại. Thêm vào đó, chính sách tiền tệ của các nước lớn hay những bất ổn về địa chính trị như cuộc xung đột tại Ukraine, những diễn biến khó đoán tại khu vực Trung Đông vẫn đang gây ra những thách thức với chuỗi cung ứng toàn cầu mà Việt Nam không phải ngoại lệ. Lạm phát lõi tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu EU cho thấy chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục theo chiều hướng thắt chặt, bất ổn địa chính trị sẽ gây ra nhiều thách thức cho các nền kinh tế. Tuy có những thách thức, nhưng khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, có thể phục hồi tốt hơn phần còn lại của thế giới và có thể đạt mức 4,5%. Dù gặp phải những thách thức bên ngoài, nhưng đánh giá về khả năng phục hồi của nền kinh tế Việt Nam, báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 4 năm 2024 được ADB công bố cho thấy kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng với nhịp độ vững chắc trong năm nay và năm tới. Chúng tôi hoàn toàn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam và giữ nguyên quan điểm về tăng trưởng với nhiều hứa hẹn phục hồi. Chúng tôi thấy sự phục hồi ở các đơn hàng của các doanh nghiệp sản xuất trong ngành nông nghiệp. Vì vậy, về tổng thể, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm nay. Để tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, các chuyên gia, các tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam cần có thêm những động lực từ tiêu dùng, đầu tư công. Bên cạnh đó, các chính sách điều hành cũng cần linh hoạt và cân bằng hơn. Nhiều báo cáo của chúng tôi chỉ ra rằng đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia lớn thứ 10 thế giới về chi tiêu tiêu dùng, thậm chí còn vượt qua cả Anh và Đức. Và đây chính là yếu tố sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi cho rằng Việt Nam cần tập trung nhiều hơn nữa vào chính sách tài khoá để kích thích cầu nền kinh tế, hướng dòng vốn tín dụng vào những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bền vững. Nếu không có sự định hướng từ chính sách tài khoá, tiền sẽ chảy vào các kênh đầu cơ và tạo ra bong bóng, gây ra hệ lụy tiêu cực cho nền kinh tế. Cũng theo khuyến nghị từ các tổ chức quốc tế, Việt Nam cũng cần tiếp tục thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và nâng cao năng suất, trình độ của lực lượng lao động, đẩy mạnh đầu tư công vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng để có thể tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam.